Hai em, hôm nay là sinh nhật của em. Anh không có đi sinh nhật với em được, không có đi ăn hay là đi chơi tặng quà cho em được. Nhưng mà anh không biết nói gì, quay cái đoạn clip này để chúc mừng sinh nhật em. Happy birthday vợ nha. Chúc em sinh nhật tuổi mới. Lúc nào cũng xinh đẹp và lúc nào cũng gì à? Lúc nào cũng trẻ, lúc nào cũng là một người sắp tới anh mong là em sẽ là một người mẹ rất là tuyệt vời của những đứa con trai truyền nhân của heo đẹp trai. Anh có mua quà cho em rồi nhưng mà bây giờ chưa có thể tặng em được. Anh thấy người ta chúc mọi người chúc mừng sinh nhật trên Facebook cho em rất nhiều. Em mới bây giờ là tối rồi, ngoài trời rất là lạnh, lạnh lắm luôn á. Anh phải mua nhíp nên anh phải đi, anh phải kiếm mấy chỗ cái shop nào để mua nhíp để anh gấp 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 để anh chơi thôi. Để sinh nhật em nhớ đi ăn với bạn, đi chơi đi nha. Anh có quà cho em rồi, bí mật, một phần quà trị giá dưới 100 triệu đồng. Nhớ nha, sắp tới làm bà mẹ của những hai thằng con đẹp trai nhất nhì Biên Hòa, hai đứa đẹp gái nhất nhì Biên Hòa, bốn đứa nha. Ok, còn 2 tiếng mới là tới ngày sinh nhật của em là 29, thì chắc bây giờ là gần 20 rồi, là buổi sáng nè. Ở đây buồn quá, thứ gì có em ở đây. Ok, anh chị bạn anh phone nha. Happy birthday vợ yêu, I love you.